sáng 5.000 nữa là 27.000 đúng không? Rồi tiền ăn cơm trưa nữa, 10.000 nữa là 37.000. Tiền bánh mì 5.000 nữa, 42.000. Với tối nay ăn tối nữa là nhiêu? 7.000, 50.000 rồi. Đó là chưa tính tiền xà bông tắm nè, rồi xà bông rửa chén nè, rồi đủ thứ tiền hết trơn. Cuốn này 4.000, cuốn này 7.000, cuốn này 8.000, của chị 19.000 tất cả. Có bớt không em? Tụi em bán giá đó là rẻ lắm rồi á, chị thấy không? Chứ lại buổi tối, hàng họ thế này em bán cho chị là giá hữu nghị rồi đó. Rồi bỏ bao đi. Dạ. Có thứ tiền không? Tối là chỉ 1.000. Cảm ơn chị nha. Lần sau ghé mua cho tụi em nữa nha. Ừ, được rồi. Mệt lắm rồi phải không? Trời ơi, mệt quá trời luôn chứ không phải mệt vừa nữa đâu. Tưởng bán sách ngồi chơi không, ai ngờ á, mệt dữ vậy. Cũng hên ngày đầu á, không biết có làm được lâu dài không đây. Được chứ sao không được, bởi vì mới bán chưa quen thôi. Chứ như Trúc á, bán lâu rồi thì quen đúng không? Anh cũng quyết tâm với nghề bán sách quá. Quyết tâm chứ sao không quyết tâm. Chứ bây giờ không quyết tâm, không bán sách thì làm cái gì bây giờ. Bước được cùng rồi mà. Ủa, mà sáng giờ mình lời lãi bao nhiêu rồi? 18 cuốn, lời được 42.000 rồi. Lời 42.000 cũng được đó chứ hả? Được cái gì, lời 42.000 thực ra là lỗ chứ không phải lời. Ủa lời mà lỗ là sao? Lời 42.000 nhưng thử tính chi phí sáng giờ tôi chi ra cho anh coi. Tiền xe buýt 4 lượt là 12.000 nè. Xe ôm anh đi vệ sinh đi đi về về 10.000 nữa là 22.000 á. Ăn sáng 5.000 nữa là 27.000 đúng không? Rồi tiền ăn cơm trưa nữa, 10.000 nữa là 37.000. Tiền bánh mì 5.000 nữa, 42.000. Với tối nay ăn tối nữa là nhiêu? 7.000, 50.000 rồi. Đó là chưa tính tiền xà bông tắm nè, rồi xà bông rửa chén nè, rồi đủ thứ tiền hết trơn. Chưa tính tới tiền chi phí của tôi nữa đó. Tôi thấy cô phải tăng giá bán sách lên. Sao mà tăng được, sách cũ bán giá đó là đúng rồi. Bán tăng giá lên ai mà mua, bán sách mới cho rồi. Vậy chứ bây giờ tính sao? Tôi với cô bán cả ngày á, mà tiền lời cũng không đủ một người xài nữa. Lời vậy là nhiều rồi đó. Cũng hơn em bán được hai cuốn sách giá 40.000. Vậy là nhiều rồi đó. Chứ giờ tính sao? Tính sao thì anh phải xài bớt lại đi. Nội tiền xe buýt với tiền xe ôm của anh không là hết 22.000 rồi. Cũng khuya rồi đó. Anh đói bụng chưa? Đói rồi. Vậy thôi về nhà trước đi, tôi thu dọn rồi về sau. Nghỉ hả? Trời ơi, phải về nhà nằm một cái cho đã. Đau hết cả lưng rồi. Nằm gì mà nằm, đi về bắt cho tôi nồi cơm á nha. Anh còn nhớ hôm bữa tôi chỉ anh nấu cơm sao không? Ừ, nhớ rồi. Thôi tôi về trước nha. Ừ. Mà khoan đã. Hả? Nhớ về không được ngủ á nha. Bắt nồi cơm lên mà ngủ quên là cơm khét đó. Nhớ. À, mà giờ này xe buýt còn hoạt động vậy? Còn, xe buýt hoạt động đến 9 giờ, lần giờ này mới 7 giờ mấy mà. Rồi, tôi về trước nha. Ừ. Nhớ, nhớ, nhớ. Không biết về cũng ngủ quên nữa. Trúc về rồi hả? Ủa? Sao ông trong nhà nấu cơm mà ra đây ngồi làm gì vậy? Ông Hiếu đang ngồi trong nhà. Sao kỳ vậy? Ông mang theo đồ đạc nữa. Dám ông dọn qua đây ở luôn quá. Thôi đi vô đi, đi. Thôi, Trúc vô giải quyết với ông đi. Xong rồi tôi vô, đi đi. Vô đi, sao mà tránh mặt hoài được. Đi vô với tôi, cổng dám làm gì anh không? Đi. Trúc, đi đây anh Thảo cho. Cái giỏ đồ này là sao đây? Quần áo anh trọng á. Bộ anh tính dọn qua đây đó luôn hả? Em thông minh. Đừng. Mời cửa vô nấu cơm đi. Ê cưng cưng cưng, nấu cơm cho anh luôn nha. Nấu cho tôi với anh thôi, khỏi nấu cho anh Hiếu. Sao kỳ vậy? Khép cửa lại luôn đi nha. Bộ anh tính dọn đồ qua đây luôn thiệt á hả? Ừ.
Nhưng mà em nói em chưa có quyết định xong, tại sao lại dọn đồ qua đây? Em nói để em suy nghĩ mà. Em đã suy nghĩ cả ngày rồi còn suy nghĩ gì nữa? Mà anh biết chắc thế nào cũng đồng ý đúng không? Em chưa có suy nghĩ xong, anh dọn đồ về đi. Trời ơi, Trúc ơi là Trúc, em còn suy nghĩ gì nữa Trúc? Hồi sáng tới giờ anh đưa cho em biết nhiêu là cái lý lẽ, cái nào cũng trúng phốc, đâu có nào chọc đâu. Thôi bây giờ vậy nè, em coi cái nào không trúng, cái nào cái chật gì đó, em cứ nói với anh đi, anh giải thích cho em nghe, được chưa? Không phải là chuyện chật cái trúng, mà làm chưa có suy nghĩ xong. Chừng nào suy nghĩ xong em báo anh biết. Còn bây giờ anh đi về đi, đem hết đồ về giùm em đi. Đi đi. Không, anh nhất quyết không về. Anh quyết định rồi, anh sẽ ở đây chờ cho đến khi nào em đồng ý thì thôi. Ừ vậy đó, rồi sao? Thằng cha này thiệt dễ sợ. Anh nhất quyết là đây đúng không? Ừ. Sao anh khùng quá vậy? Kệ á, muốn chửi khùng điên mát man ba trợ gì cũng được hết trơn á. Nhưng anh đã nhất quyết rồi, anh không đi đâu hết. Ê, anh đi về đi. Anh đã trả nhà cho người ta rồi, anh còn nói với mấy thằng ở chung hả? Là anh dọn nhà đi luôn rồi. Bây giờ mặt mũi đâu anh vác đồ về nhà? Anh mà xách đồ về hả, tụi nó cười anh thúi mặt luôn á. Còn gì là đàn ông nữa? Không có lý do gì mà thằng Nam ở được mà anh ở không được hết trơn á. Ngoại trừ có một chuyện là gì, nó đẹp trai hơn anh thôi à. Tóm lại là giờ không đi đâu hết. Anh ở đây tới chừng nào mà em chịu cho anh vô ở chung thì thôi. Vậy thì anh cứ ngồi đó đi ha. Ờ. Trời sắp mưa rồi đó. Trời đất ơi, mưa kệ mưa chứ, đừng có lấy mưa ra hù mình nha. Xin lỗi em à, mưa là chuyện nhỏ. Bão cấp 12 hả, anh có không về đâu, đừng có hù. Đi ra coi. Xích ra. Lên đây. Anh thật là đáng ghét cái nhờ. Ghét. Phải rồi, anh thật là đáng ghét. Thằng Nam thì thật là đáng yêu. Nói tóm lại em cũng là đồ đáng ghét. Bây giờ không về phải không? Ừ. Anh đi nấu cơm đi. Nhớ nấu một lon thôi, nấu nhiều hai người ăn không hết đâu. Nhớ rồi. Coi chừng trời mưa thiệt à.